Hành trình 54, Tô Xuân Lập Vĩnh Phúc, Phố Đỏ, Tô Văn Quần, Nghệ An, Phố Xanh, hai câu hỏi lớn. Hai đô xe đạp. Hai đôi chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Hai câu bản rất sơn. Tiếp tục. Thank you.
chúng ta xin công bố kết quả gieo vật vừa qua nạn nhân 54 ở số 4 phút 27 giây của hiệp 1, Tô Văn Thuần, Nghệ An thắng.